Đỗ quyên, đỗ quyên bạn ơi. Hai cây đỗ quyên rất đẹp, ship đi cho khách ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua những cây đỗ quyên rất to, rất khủng như này. Cái cây này già cây lắm rồi ạ. Và nữa là nó cao, chiều cao của nó khoảng tầm 80 phân đến 90 phân nhé bạn nhé. Rất đẹp luôn. Ngoài cái hàng đỗ quyên to như này thì còn có cả những cái cây đỗ quyên mà to hơn nữa. Cao khoảng tầm 1m, 1m2 nữa. Hoặc là có rất nhiều các cái cây đỗ quyên khác mà nó cao khoảng tầm 40, 50, 60, 60, 70 phân, những cây bé hơn ạ. À, các bạn có thể nhìn ở góc trên bên phải màn hình là đường link đến các cái video mà các cái cây đỗ quyên nó bé hơn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây đỗ quyên như thế này thì vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình nhá. Thời điểm bây giờ thì các bạn mua nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với Tết. Còn các cái cây như này là bây giờ nó nụ hết rồi bạn ơi. Đây ạ. Những cái đầu lộc mà cứ búp búp mà to căng căng như này là đầu nụ của nó đấy ạ. Có nụ hết rồi nha bạn nhé. Rất nhiều nụ và sai nụ. Cái cây đỗ quyên khoảng tầm nếu mà thời tiết mà nắng ấm á, như ở miền Bắc mà tầm tháng 12, cuối tháng 12 dương lịch thì bắt đầu những cái cây này bắt đầu nở. Nếu như mà thời tiết nắng ấm á, và sẽ kéo dài đến hết tháng 4 dương lịch bạn nhé. Mỗi một năm đỗ quyên ta chỉ có một mùa hoa như vậy thôi ạ. Còn thi thoảng lác đác trong năm thì cũng sẽ có một vài cây, có một hai bông hoa nó nở nhưng mà chỉ là rất là ít. Còn đâu khi mà đến mùa của nó thì là cả một cái cây như này là chạt hoa luôn ạ. Cứ đầu búp là có hoa luôn ạ. Các bạn có nhu cầu thì alo ạ. Cảm ơn các bạn nhiều nha.